101 và 371. Bây giờ mình sẽ tìm xem có bạn nào trùng với lại những kết quả này hay không ha. Đầu tiên là số 527. 527 thì không có bạn nào trùng với số này. Thì mình sẽ tìm số gần nhất, thấp hơn hoặc là lớn hơn nha. Rồi mình sẽ bắt đầu tìm số 526. 526 cũng không có bạn nào. Nhưng mình sẽ tìm 529. 528, 528 trên 527 một số. 528 cũng không có bạn nào ha. Giờ mình sẽ tìm tiếp là số 525. À có rồi, có bạn Lan Tuyết bình luận 5 ngày trước với số cuối là 525. Rồi mình sẽ kiểm tra xem là số 529 thì có bạn nào hay không ha. Tại vì 525 cách 527 2 số thì 529 cũng cách 527 2 số. 529 thì không có bạn nào, nên với kết quả là 527 thì số gần nhất là bạn Lan Tuyết với số đuôi là 525 ha các bạn. Và đến số thứ hai là số 201. 201 thì không có bạn nào trùng với số này, mình sẽ tìm tương tự là số gần nhất. Số 200. 200 thì có bạn Hạnh Nguyễn Trường bình luận vào 5 ngày trước. Và mình sẽ kiểm tra thêm số 0202. Và cũng có một bạn trùng với kết quả là 202. Và cũng bình luận vào 5 ngày trước luôn. Hôm trước thì mình có nói là nếu mà có hai kết quả mà vì hai kết quả 200 và 202 đều gần với lại số 201. Do vậy là cả hai bạn này đều có thể trúng thưởng. Và hai bạn này đều bình luận cùng một ngày luôn. Nên bây giờ thì mình không có tìm được bạn nào bình luận trước, nên mình quyết định là sẽ để hai bạn này trúng thưởng đối với số 201 luôn ha các bạn. Và tức là mình sẽ tăng lên thêm một phần quà cho các bạn. Và đến số cuối cùng đó là 371. 371 thì cũng không có bạn nào trùng với số này. Do vậy mình cũng sẽ tiếp tục tìm số gần nhất. À, 370 thì có hai bạn trùng với lại số này. Tuy nhiên bạn Nhật Vi thì comment trước. Như vậy bạn Nhật Vi là người trúng thưởng trong phần này ha các bạn. Mình sẽ kiểm tra tiếp thêm số 372. 372 thì không có. Do vậy bạn trúng thưởng đối với số này đó là bạn Nhật Vi. Và đó là kết quả của lần mini game này. Thì tổng cộng có đến 4 bạn trúng thưởng nha các bạn. Bạn Lan Tuyết với số đuôi là 525. Bạn Hạnh Nguyễn Trường số đuôi là 200. Bạn Nguyễn Hòa số đuôi là 202. Và bạn Nhật Vi số đuôi là 370. Và 4 bạn có tên ở phía trên kèm với số điện thoại thì các bạn nhắn tin cho Vườn vào số điện thoại 0968 374 473. Các bạn nhắn tin cho Vườn họ tên, địa chỉ và số điện thoại của các bạn để Vườn tiến hành gửi quà nha. Ngoài ra là các bạn lưu ý là các bạn khi nhắn tin cho Vườn thì các bạn sử dụng số điện thoại có 3 số đuôi trùng với lại kết quả mà các bạn đã comment trên YouTube để Vườn dễ kiểm tra hơn. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần mini game.